everyone, bây giờ cô sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn làm exercise 8 của chương trình Unit 12 Dinner Time. Complete the task with the word from the box. Ok, bây giờ người ta đã tra sẵn những cái từ này rồi, thì các bạn chỉ cần điền vào đây thôi. Thì đây là bài làm của cô, vậy thì cô sẽ cùng các bạn nhắc lại nha. Likes, thì likes mà thêm s, thêm es như vậy á, thì mình chỉ sử dụng trong gì, với chủ ngữ số ít thôi. Ví dụ như là he, she, it, tên riêng của một người hoặc là một cái vật, hoặc là một cái danh từ gì đó ở số ít. Thường thường danh từ ở số ít là không có chữ s phía sau nha các bạn. Vậy thì tiếp tục, doesn't là gì, là câu phủ định. Thì doesn't này nó sẽ đi với chủ ngữ số ít luôn. Thì cô nhắc lại luôn, chủ ngữ số ít là gì? He, she, it, tên riêng của một người hoặc là một cái danh từ nào đó số ít. Rồi tiếp tục, cái này thì mình đã nhắc rồi. Và like này thì nó sẽ đi với số nhiều và những từ đặc biệt như là I, you, we, they và chủ ngữ ở dạng số nhiều. Vậy bây giờ cô và các bạn mình sẽ đọc bài và mình sẽ làm cùng nhau nha. The zoo is busy. There are lots of animals. Sở thú này đã rất là bận rộn tại vì nó có rất là nhiều con vật, đúng không nào? Động vật. Vậy it's 6 o'clock and the animals are having breakfast. Đây giờ là 6 giờ rồi và những cái con thú này thì nó làm cái gì? Ăn sáng. The zebra likes apples. Bird, vậy thì cô thấy chữ bird tại vì cái này đã like apple rồi, nhưng có chữ bird là nhưng. Vậy thì nó phải phủ định là không thích một cái gì đó. He doesn't like bananas. Vậy là cái con zebra này nó không có thích chuối, được chưa? Tiếp tục, the monkeys. Monkeys nè, các bạn nhìn cây monkey không có chữ s phía sau, vậy thì là sẽ ít. Thì ra lovely thì là like lovely yellow banana. Vậy thì là con khỉ này thích gì? Cái chuối màu vàng, đúng không nào? For breakfast, cho buổi sáng của nó. Và and the tiger like steak. Vậy thì là tiger thích cái gì? Miếng thịt đó các bạn. Vậy tiger các bạn nhìn này không có chữ F phía sau thì nó cũng là số ít luôn. Thì mình là like steak. The snack, dozen. Vậy thì người ta có dozen rồi. Vậy thì các bạn nhớ sau khi mình mượn trợ động từ do does á, thì động từ sẽ đưa về nguyên mẫu là không thêm không bớt gì hết, đúng không? Thì like là chữ bình thường của nó. Thì the snack doesn't like bees. Đậu quá các bạn. Rồi, he likes, vậy là he là chủ ngữ số ít thì phải đi với likes. Like a bit fresh for breakfast. Ok chưa? Rồi, vậy thì tiếp tục, cô và các cô sẽ đọc lại một lần nữa cho các bạn ha. The zoo is busy. There are lots of animals. It's 6 o'clock and the animals are having breakfast. The zebra likes apples, but he doesn't like bananas. The monkey likes lovely yellow bananas for breakfast, and the tiger likes steak. The snake doesn't like bees. He likes a big rat for breakfast. Yum. Okay, vậy là mình đã xong bài số 8 rồi, khá đơn giản đúng không các bạn? Mình chỉ xoay quanh là likes, doesn't like và like. Okay, vậy bây giờ mình sẽ qua bài exercise 9. Complete the sentence. Vậy thì người ta cũng đã cho sẵn những cái từ vựng đây rồi, thì các bạn chỉ cần nhìn vô cái mặt cười và cái mặt buồn thôi và những cái nhân vật ở đây. Vậy thì nếu mà mặt cười là gì? Like. Mặt buồn là gì? Doesn't like hoặc là don't like. Được chưa? Vậy thì mình sẽ xem theo cái nhân vật nha, để mình làm sao cho đúng ha. Pizza là bánh pizza. Salad là rau trộn. Apples là táo. Chip là khoai tây chiên á. Biscuit là cái bánh quy á. Tiếp tục, hamburgers, bánh hamburger, bánh kẹp á. Rồi, hi, I'm Tom, I like hamburgers. I don't like, vậy Tom nhìn coi don't like gì? Pizza, đúng không nào? I don't like pizza. Hello, I'm Molly, I like salad. Vậy thì nhìn Molly đây like cái gì đây? Salad, đúng không nào? Và I don't like, nhìn coi don't like gì? Apples, được chưa? I don't like apples. My name's Pilly. I like, Pilly like cái gì đây? Chips. I don't like biscuits.
Ok, vậy bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa nha. Hi, I'm Tom. I like hamburgers. I don't like pizza. Hello, I'm Molly. I like salad. I don't like apples. My name's Pilly. I like chips. I don't like pickles. À, vậy là xong luôn bài số 9, khá là đơn giản. À, vậy thì cô sẽ hướng dẫn và cùng với các bạn mình sẽ làm luôn cả bài số 10 nha. Bài này hình như là mình đã làm rồi với những bài trước đó rồi ha. Exercise 10. Put the words in the correct order to make sentences. À, bây giờ người ta đã cho sẵn cái từ này rồi và các bạn chỉ cần ghi lại làm sao cho nó đúng trật tự.